Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm máy phát điện của Honda, model là F36500X. Honda là một thương hiệu nổi tiếng về các dòng máy phát điện có động cơ và đầu phát, được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại, thiết kế với mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp, đang được rất là nhiều người tin dùng hiện nay. Máy có thiết kế với khung thép rất là chắc chắn. Bốn chân kê của máy có nệm cao su, giảm hiệu quả tối đa việc rung lắc trong quá trình vận động của máy. Máy có công suất là 5.5 kW, công suất hoạt động liên tục là 5 kW, cung cấp nguồn điện 220V 50Hz, phù hợp với các thiết bị trong gia đình như là TV, tủ lạnh, đèn chiếu sáng hoặc là điều hòa. Máy có bình chứa nhiên liệu dung tích là 18.5 lít, bình chứa nhớt dung tích là 1,1 lít. Trọng lượng của máy là 73 kg và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Bên ngoài của máy thì được phủ một lớp sơn tĩnh điện chống oxy hóa và các tác động từ môi trường. Đây là bảng điều khiển của máy. Bảng điều khiển thì được đặt ở vị trí dễ quan sát, thuận tiện hơn cho việc thao tác và điều khiển trong quá trình vận hành. Trên bảng điều khiển thì ta có thể thấy đây là công tắc đèn nổ, nút reset của máy, đèn cảnh báo nhớt, đồng hồ hiển thị điện áp. Đây là hai đầu ra của nguồn điện xoay chiều 220V, đầu nối dây tiếp điện. Bên dưới ta có thể đây là bình ắc quy. Bình ắc quy được gắn vào khung máy bởi hệ thống dây đai rất là chắc chắn, chống rung lắc trong quá trình hoạt động của máy. Ngoài ra máy còn tích hợp bộ điều chỉnh điện áp tự động AVR, cung cấp nguồn điện ổn định hơn cho các thiết bị. Dòng máy phát điện của Honda là dòng máy có độ bền cao. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định trong thời gian dài, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiên liệu, dầu, nhớt, khoang làm mát, tuân thủ quá trình bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ, luôn luôn làm theo hướng dẫn và các chú ý đến từ nhà sản xuất. Bảo quản và lắp đặt máy ở vị trí khô ráo, thoáng mát, tuyệt đối không khởi động máy trong trời mưa hoặc là trong môi trường bị ẩm ướt. Không tiếp nhiên liệu khi máy đang hoạt động hoặc là máy quá nóng để tránh tình trạng gây cháy nổ. Nếu các bạn không sử dụng thường xuyên máy, hãy khởi động máy 2 tuần một lần. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy phát điện của Honda FA6500X. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Đô Hòa, quận Tân Phú. Trong video tới thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành chiếc máy và test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.